Nếu như các bạn thấy cái việc mà tự học khó quá ấy, thì có thể tham khảo khóa học bên mình. Khóa học PHP Full Stack của NIT ICT Hà Nội trong vòng 6 tháng sẽ giúp các bạn có các cái kiến thức về lập trình front-end, ví dụ như là JavaScript, CSS, Bootstrap, Tailwind, Figma. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có các kiến thức về Git, GitHub sẵn sàng để cho các bạn sau này có thể đi làm. Và chúng ta chắc chắn là sẽ có kiến thức cơ bản về PHP cũng như là kiến thức lương cao về PHP. Thì PHP chỉ ra đời với một cái mục đích, đó là làm web. Ưu điểm của PHP đó là nó rất là nhẹ và là open source, tức là mã nguồn mở. Chúng ta không phải trả phí bản quyền cho nó. Và thứ hai đó là cái learning curve của nó thì nó rất là dễ. Chúng ta rất là dễ tiếp cận, dễ học. Và để mà làm ra được một cái trang web hoàn chỉnh ấy, bằng cái ngôn ngữ lập trình PHP thì chúng ta sẽ chỉ mất vài tháng để học thôi. Nó không giống như các cái ngôn ngữ khác. Thì sau khi mà tham gia khóa học này xong ấy, thì chúng ta hoàn toàn có đầy đủ các kiến thức để tham gia vào các cái dự án tại các cái doanh nghiệp, như là apply vào các cái vị trí back-end developer. Ngoài ra thì các bạn có thể làm freelancer. Và mức lương chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mức lương từ 7, 8 đến 10, 12 triệu khi mà các bạn mới học xong.